Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm. Chắc là các bạn chưa biết sản phẩm gì đúng không? Thì các bạn hãy vào xem video của mình để biết sản phẩm nhé. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng đi bắt đầu tô màu nào. Xin chào tất cả các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn. Yeah.
như xin chào, như vậy video của mình đến đây kết thúc nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn, thưa các bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm. Chắc là các bạn chưa biết sản phẩm gì đúng không? Thì các bạn hãy vào xem video của mình để biết sản phẩm nhé. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng đi bắt đầu tô màu nào. Xin chào tất cả bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu luôn nha các bạn.
Như vậy video của mình đến là kết thúc nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay và đẹp thì hãy để lại cho mình một lượt like và một đăng ký kênh các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.